Việt Nam Cộng Hòa nó nói đảng. Nhiều lúc nó nói đúng rồi, bà Nguyễn Thị Kim Ngân có hỏi là, có từng hỏi là giới trẻ đã làm gì được cho đất nước hay chưa mà lại án trách đất nước, án trách đất nước, án trách xã hội, thì bọn nó mới nói lại, nó nói vậy bà, vậy đảng cộng sản, đảng và cộng sản đã làm gì được cho đất nước hay chưa, vậy thì cho con hỏi, con hỏi trước năm 1945, trước khi mà đuổi được thực dân Pháp, Việt Nam Cộng Hòa ở đâu? Lúc đó Việt Nam Cộng Hòa đang ở đâu? Hơn 100 năm chống đế quốc Pháp, Việt Nam Cộng Hòa ở chỗ nào? Hay là cho tới khi á, Mỹ mang những cái đồng tiền, đồng đồng đô la dơ bẩn đến dùng chính sách hết dụ dỗ thì bọn Việt Nam Cộng Hòa mới được xây dựng nên. Vậy mà vẫn lúc nào cũng mở miệng nói là đảng làm gì được cho đất nước, cộng sản làm gì được cho đất nước. Con không biết làm gì được hay không. Con chỉ biết á, nạn đói năm 1945 giết chết hàng triệu dân ta. Pháp thực hiện chính sách ngu dân, chia đất nước làm mình làm thành ba miền. Bởi vì chúng muốn á, chia ra để trị, để cái chính sách ngu dân đó để cho dân mình không có kiến thức, không không có suy nghĩ, để chúng dễ dàng cai trị. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là hả, bọn Việt Nam Cộng Hòa nói là Pháp nó vô Việt Nam mà xây nè, đường nè, cầu nè, cống nè, cái cầu Long Biên là của Pháp nè, cái cầu Long An là của Pháp nè, cầu Đà Nẵng gì đó là của Pháp nè, rồi mấy con mẹ trường vậy đó của Pháp nè. Bọn nó xây để làm gì? Xây để bóc lột, xây để cướp bóc, xây để nó xây đường, xây tàu gì, xây đường tàu hỏa, xây cầu, xây cống để làm gì? Để nó dễ dàng vận chuyển, để dễ dàng cướp bóc, để dễ dàng giết dân ta, để dễ dàng chôn ta xuống những cái hố tập thể hơn. Vậy thì những cái đó nó có lợi ích gì cho Việt Nam mình không? Có lợi ích gì không mà bọn nó kêu là nhờ Pháp nên mình mới có này có kia, có cầu, có trường, có đường, có xá, có cầu cống. Nhiều lúc nghĩ 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 đến mà đúng ức chế luôn, đúng bực bội luôn. Giống giống như một thằng ăn cướp đi, bây giờ nó vô nhà mình, nó muốn vận chuyển tài sản nhà mình xuống, nhưng mà giờ nhà mình không có cầu thang thì nó phải xây cái cầu thang để nó vận chuyển tài sản nó cướp đi. Vậy mình phải cảm ơn nó hả? Mình phải cảm ơn nó vì đã xây giùm mình cái cầu đó hả? Gọi hả, cái bọn nó kêu là, nó kêu là trong cuộc cải cách ruộng đất, có thằng thì nói á, là mình giết hai trăm ngàn người, cuộc cải cách ruộng đất giết chết 200.000 người vô tội. Có bọn thì thằng lại kêu là giết 2 triệu người, rồi có thằng thì kêu là giết 20 triệu, có thằng giết 2.000, rồi con cũng không biết là số liệu thống kê chính xác cho thấy là giết được bao nhiêu người nữa. Rồi tụi nó kêu á là giết người là tạm phạm phải tội diệt chủng, là không được giết, giết một người thôi là cũng là cũng là tội đồ sát rồi, đồ sát rồi. Vậy giờ giờ cho con hỏi, bình thường mình đang yên đang làm đang mình đang yên đang lành đi, có thằng có thằng nó vô nhà mình, nó vô, có thằng ăn cướp, nó muốn cướp nhà mình mà giờ nó không cướp được. Cái thằng hàng xóm của mình nó chạy qua nó chỉ, ừ trong nhà ông này là vàng ông giấu ở đây nè, đó gạo ông giấu ở đây nè, thúng này ông giấu ở đây nè, giấu kia nè, đó tôi chỉ cho là chỗ này đó đó đó, cướp cướp đi. Ủa vậy rồi sau này á, mình xử cái thằng hàng xóm đó là mình xử đúng hay xử sai? Mình giết nó là đồ sát hả? Mình giết nó là mình phạm tội diệt chủng hả? Con có nghĩ đến á, bây giờ thôi, nội bây giờ một ngày đi học á mà ít ăn cơm á thì con đã cảm thấy đói lắm rồi. Ví dụ như buổi sáng con quên ăn, ăn sáng thôi, con vô học mà tới trưa thôi mà chưa được ăn thôi là con đã đói cồn cào lên rồi, không chịu đựng nổi rồi. Vậy mà thử nghĩ đến năm 1945, dân mình nó chết hơn 2 triệu đồng bào. Mà cái đó là chỉ là số lượng thống kê thôi nha, cái số lượng chưa thống kê được nó còn nhiều gấp bao nhiêu lần nữa. Bao nhiêu cái tấm hình mà những, không phải là nói về
Việt Nam Cộng Hòa không phải mình nói về là lính bộ đội mình kể lại đâu, mà con coi những cái tấm hình mà những cái nhiếp ảnh gia nước ngoài họ chụp lại xong họ trưng bày, những cái nhờ những tấm hình đó mà họ được giải thưởng thế giới á. Những cái tấm hình đó xác người á, thì chất đầy 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 ở trên đường chính xá. Còn có những người á, họ phải đi moi thùng rác hết ở những cái nhà hàng, những cái phố hạng sang của Pháp, moi rác giành nhau cấu xé nhau như những con thú, bởi chỉ bởi vì đói. Đói tới nỗi mà người ta mà da bọc xương. Người ta nói á, văn học là tấm gương phản ánh xã hội. Con đọc tác phẩm hồi lớp 12 có học một tác phẩm nói về cái nạn đói năm đó. Người ta đói tới cái mức mà đói tới cái mức mà họ bán rẻ đi cái danh dự của mình theo một người đàn ông xa lạ không quen biết, chỉ mới một lần đầu gặp mặt, về làm vợ chỉ để kiếm được cái ăn thôi. Nhưng mà đó chỉ mới là văn thơ thôi đó, chứ còn hiện thực ngoài đời con không biết nó tàn khốc với bao nhiêu, tại vì con sống trong xã hội hiện tại, con cảm đã quá đầy đủ, quá hạnh phúc, quá được nhiều vật chất rồi. Cho nên khi mà nghĩ đến những cái đó thì con cũng chỉ có suy nghĩ là đồng cảm, con cũng chưa biết được nó là như thế nào. Nhưng mà con có nghe người ta kể á, đói tới cái nỗi mà họ nhìn thấy người chết ở ngoài á, họ mất đi nhân tính, họ mà cắt thịt ra để ăn luôn. Mà cắt thịt ra, thậm chí da bọc xương không có thịt để ăn. Cái tội ác nó lớn như vậy. Mà bọn Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng kêu là có thằng nó nói vậy nè, Pháp nó tới Việt Nam mình nó chỉ là để khai dân trí cho Việt Nam mình thôi, để xây dựng đường xá cầu cống thôi, chứ nó không có cái ý đồ cướp bóc gì, không có ý đồ chiếm thuộc địa gì hết trơn, tụi nó nói vậy. Rồi lúc đó con chỉ biết là con biết nghĩ trong đầu là không biết là mày chui từ cái lỗ gì lên, chứ không phải là mày đẻ ra từ trong háng nữa. Mày chui từ một cái lỗ gì vậy, nó không phải là cái lỗ dành cho con người đấy, mà cũng phải lỗ dành cho con thú nữa, mà là cái gì á. Mỹ, rồi tụi nó nói gì ta? Tụi nó nói á, nếu á mà hả cộng sản á, không giải phóng miền Bắc á, không giải phóng miền Nam á, thì bây giờ tụi nó giàu giống như Hàn Quốc rồi, giàu như Singapore rồi, giàu như Đài Loan rồi. Mà trong khi ông cha mình nói sao, thà chết vinh còn hơn sống nhục, mà tụi nó lại mở miệng tụi nó nói rằng á, thà là bán nước, thà là làm đi làm con chó, thà là chung với Hán bọn dân chủ đó để hả giàu có, còn hơn là bây giờ được độc lập tự do. Con biết là tụi nó sống trên cái cõi đời để làm cái gì nữa, trong khi á bây giờ tụi nó đang sống ở đâu? Sống ở nước Mỹ, ở một cái đất nước phải nói là văn minh nhất nhân loại luôn, hiện tại luôn, trong thời kỳ hiện tại nước Mỹ là một cái nước văn minh hiện đại và tiên tiến, mà tại sao tụi nó sống ở đó mà tụi nó không học được một cái chút xíu nào gọi là cái thông minh, cái văn minh hay là cái tư tưởng của một con người thật sự hết trơn? Tụi nó sống ở ở bên đó là để làm gì không biết nữa, để ngày ngày lên Facebook xong rồi cào phím về đòi phát quốc hay để làm gì con cũng biết nữa. Rồi à, cái chị mà bọn nó nói là ở Việt Nam không có nhân đạo, nó nói là người Việt Nam không có nhân đạo, không có tình người, chỉ có ở Mỹ người ta mới có nhân đạo, có tình người thôi à. Vậy hả? Hình như là mạng cái tốc độ internet á ở bên nước ngoài nó mạnh hơn ở Việt Nam rất là nhiều đúng không cô chú?
nó mạnh hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Bọn nó có thời gian để bọn nó lên Facebook để tác chiến, để phát quốc. Vậy bọn nó không có thời gian để search Google, để lên YouTube để coi những cái clip về cái việc mà người Mỹ, người phương Tây họ kỳ thị, họ khinh rẻ, họ phỉ nhổ vào những cái người nghèo hả? Ở Việt Nam mình con chưa bao giờ thấy xuất hiện những cái clip mà liên quan tới cái việc như là người nghèo, người vô gia cư, người này nọ bị khinh rẻ. Còn ở bên nước ngoài á, ở nước ngoài á thì mặc dù họ có phụ cấp thiệt á, nhưng mà hả, hằng ngày hằng giờ con vẫn thấy những cái blogger nổi tiếng họ livestream, họ làm những cái clip nói về cái sự phân biệt giàu nghèo, đối xử giàu nghèo quá mức, kiểu như là giữa cái sự chênh lệch giàu nghèo ở nước ngoài á, ở họ họ ở một cái mức là người giàu á họ giống như là thượng đế vậy á, còn người nghèo á giống như là những cây cỏ, những cái rác rưởi dưới chân họ, họ muốn chà đạp sao thì chà đạp, họ muốn ấy như thế nào đấy thì họ, tùy theo cái ý của họ, kiểu như là đồng tiền của họ bỏ ra nó quá cao. Con cảm thấy mô hình chung nó là như vậy luôn rồi. Còn ở Việt Nam mình á nó vẫn chưa tới cái mức độ như vậy. Vậy mà sao tối ngày con thay nghe bọn 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 Việt Nam Cộng Hòa nó kêu là hả, ở Việt Nam đối xử với người nghèo như súc vật, mà sao con ở Việt Nam mà con đâu thấy người ta đối xử người nghèo như súc vật đâu, mặc dù đất nước mình họ chưa có giàu, chưa có cải thiện được cái chính sách an sinh xã hội, chưa có phụ cấp được nhiều cho những người dân, nhưng mà ít nhất họ còn san sẻ được cho nhau, san sẻ được cho nhau rất nhiều thứ. Đồng tiền có thể là ít nhưng họ san sẻ được cái tình cảm. Ít nhất bây giờ mình ra đường mình nhìn thấy một cái người nghèo mình cũng cảm thấy đồng cảm với họ chứ không hề đối xử tệ bạc với họ. Coi thêm cái việc học sinh đánh nhau bạo lực, nói chung là tỷ 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 vấn đề. Họ có cái vấn đề gì tụi nó bắt đầu tụi nó share về, xong tụi nó viết 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 caption tại cộng sản nè, tại đảng nè, tại mấy thằng lãnh tụ nè, tại tham nhũng nè. Ủa nói ủa sao tại nhiều vậy, ủa vấn đề gì, ủa mấy cái chuyện mà bạo lực học đường, mấy cái chuyện mà đánh nhau, mấy chuyện tai nạn giao thông, mấy cái chuyện chém giết, mấy chuyện mà giết người ở đâu nó chả có. Ủa bên Mỹ cũng mới có vụ thảm sát học sinh nó cầm súng vô trường nó bắn đó, rồi có mấy cái vụ cướp ngân hàng, cướp nhà băng đó. Ủa tại cộng sản hết luôn hả, cộng sản nhồi sọ Mỹ hả? Nói chuyện làm như trên đời này, trên cái thế thế cái nhân loại này, cái chuyện gì nó xảy ra cũng đổ thừa tại cộng sản hết trơn á, cái gì cũng đổ thừa tại đảng hết trơn, làm như cộng sản với đảng là đứng tối cao vậy, phi chi phối được nguyên thế giới này vậy. Những lúc con thấy đúng bức xúc luôn. Đúng là bây giờ á đảng mình á cũng có nhiều cái bất cập, nhưng mà đất nước nào mà nó không có bất cập, thử hỏi trên đất nước nào không có bất cập? Tại vì con người như nào, Phật nói người là người á, lòng người luôn có tham lam, luôn có tham sân si. Sở dĩ mà người ta gọi là con người, tại vì họ có phần người và họ có phần con, họ vẫn có những cái lòng tham, vẫn có những cái tham muốn riêng của họ, chứ không riêng gì người Việt Nam và không riêng gì đảng. Còn thêm cái chuyện mà tham nhũng nha, nhắc cái chuyện tham nhũng con mới thấy mắc cực, con mới thấy bực bội. Tham là như nào, tham là nó xuất phát từ đáy lòng của mỗi con người, mỗi người họ đều có tham lam, đều có sân si. Ủa liên quan gì cứ tại cộng sản, ô tô tại sản, sản là nó tham nó ấy hả? Đúng luôn rồi, đúng luôn rồi chú Nguyễn Tiến Long. Tụi kêu là hả, xã hội chủ nghĩa sập sập hết rồi, mà nát hết rồi, còn có bốn thằng đang dễ chết thôi, chỉ có tư bản mới trường tồn. Con người, mỗi cá nhân giống như mỗi tổ chức vậy á, mà họ đều có định hướng riêng của mình. Họ thích đi theo này, thích đi theo kia, cũng có nước thích đi theo cộng sản, có nước thích đi theo tư bản. Mỗi cái đều có cái hay, cái tốt đẹp. Chứ đâu phải cái gì. Chưa kể nữa, nói về việc mà cộng sản, mà chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Thật ra, kể cả nước mình bây giờ luôn, cũng đang trong thời kỳ quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa thôi, chứ chưa thực sự là xã hội chủ nghĩa thì sao gọi là sụp đổ được. Một cái mà nó chưa hình thành thì sao gọi là sụp đổ được. Trong khi bây giờ các cô chú nhìn đi, thằng Hy Lạp vỡ nợ công, vấn đề nợ công nó kêu là mỗi người dân mình sinh ra, mỗi người dân Việt Nam mình sinh ra gánh trên đầu á là 30-40 triệu tiền nợ, nước nào cũng nợ,
À, gì mà tại vì cộng sản, tại vì đảng ăn hết rồi, bởi vì trẻ con đẻ ra đứa nào cũng nợ sẵn trên đầu mấy chục triệu hết trơn á. Ủa cho con hỏi, có nước nào nó không nợ công không? Có thằng Triều Tiên nó không nợ công, tại nó đâu mượn ai, nó cũng đâu cho ai mượn gì đâu nên nó không nợ công. Chứ còn có nước nào mà không nợ công? Việt Nam mình mỗi đầu người á, tính ra chỉ có khoảng xấp xỉ 2.000 đô thôi, mà theo thống kê con cho thấy thằng Mỹ á, năm 2015 á, nợ công của nó xấp xỉ mỗi đầu người là gần 50.000 đô. Và tính đến tháng 11 năm 2017 thì nợ công lên đến là 62.000 đô. Ủa, nó là một đất nước giàu như thế, cái GDP đứng đầu thế giới như thế, vậy mà nó cũng bị nợ công. Vậy thì hỏi, Việt Nam mình nợ công cũng là vấn đề bình thường thôi, chứ nó đâu có phải là giống như chuyện là, Con đi ra. giống như chuyện cá ở ao làng thôi, chứ nó đâu phải là cái chuyện gì khó khăn đâu. Đâu phải là cái chuyện gì kinh thiên động địa đâu. Thà như cả thế giới này có mình nợ công á, thì nói ừ tại đảng nè, này là tại cộng sản nè, tại đảng nè, chứ không có gì hết trơn á. Ủa còn đây thì thằng nào nó cũng nợ công hết, mà cứ kêu tại đảng, tại cộng sản. Vậy vậy chắc ngày xưa hả? Ngày xưa thời lính Mỹ á, mà ba má mấy mấy cái con mà mấy con mà làm đĩ làm gái điếm cho Việt Nam Cộng Hòa chắc cũng tại cộng sản luôn á. Ba que ủa gì à, dư lượng viên cho bò bò đỏ rồi dư lượng viên tháng được 3 củ. Ủa ai vậy, ai trả tiền vậy? Trời, con nói thiệt nha, chưa có trả tiền cho con thôi mà con hả đã muốn tức điên lên, con muốn giết hết bọn ba que rồi, còn con mà trả tiền cho con cái con thức ngày tối ngày đêm sáng đêm để con diệt bọn ba que luôn á.